Hello hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 27 tháng 4. Bữa nay phải tranh thủ quay nó nhanh 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 tại vì sắp sửa tới đám giỗ rồi mọi người. Rồi bây giờ sẽ review cho các anh xem 2 4 2 4 6 8 9 chè than đất trống nha. Đều đồng giá là 200k một bé ha. 9 chè than đất trống. Đó, 200k một bé ha. Thì ở đây em thấy có 4 bé nó sắp sửa lên cầu rồi đây. Có 4 bé. Đây. 4 bé đó, em tách riêng còn 5 bé này ha. Năm bé này nhỏ xíu mà tách trắng rất là nhiều luôn nè. Đó, cái này không biết có hên xui ra chim bông không nữa. À, nhỏ xíu xíu thôi nhưng tách trắng phải nói là rất là nhiều luôn nè. Thấy không? Đó thì có tổng cộng là 9 bé ha. Thì có 4 bé này đang chuẩn bị tập bay bên này ha. Còn 5 bé bên này thì nó hơi nhỏ tí xíu nhưng mà phải nói rất là đẹp ha, tách trắng rất là nhiều. 200k một bé nha. Than đất non trống nha mọi người nha, không có chim mái, có chim mái là em tặng. Mà bữa nay có 9 chim trống thôi, không có chim mái. Rồi ok mọi người, tiếp tục review cho các anh xem. Ở bên này có 5 chòe than. Cái này là chòe than cây nha. Chòe than cây 350k một bé ha. Đó, nguyên một tổ zin của nó là 5 bé. 5 bé như thế này ha. Đó, không xé lẻ nha mọi người nha. Bên này tổ thứ hai ha. Tổ thứ hai này cũng 5 bé luôn. Đó, tổ zin luôn là 5 bé. Rồi bên này tổ thứ ba 5 bé nhưng mà chỉ có tính tiền 4 bé thôi. Do là có một bé cái móng chân nó không có được đẹp đó, cho nên là 4 5 bé chỉ tính tiền 4 bé đó. Anh em ở tỉnh chuyển khoản giúp em nha. Đó, ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ ship COD cho các anh ha. Rồi bây giờ quay qua review tiếp tục chè than ha. À, rồi bên này có một gia đình chim chích chè than, thì ở đây có hai chè than truyền trống nè, 450k một bé. Thì anh em mua một bé hai bé gì em đều bán ra. À, em đều bán được ha, do là nó đã ra chim trống và mình đã phân biệt được chim trống và chim mái ha. Thì 450k một bé thôi, anh em nào muốn mua hai bé hay là một bé gì cũng tùy ha. Rồi bên này cặp than zin nè, cặp than chống mái zin nè. Đó, cái này là một gia đình nè, gồm chim trống và chim mái và hai chim truyền trống ha. Đó, nguyên một cặp luôn. Đây, cặp này là 550k nha. Đó, thì các anh cũng thấy rồi ha, huyết chẹp rất là ok ha. Đó, cặp này nè em để trong cái chuồng chòe lửa luôn nha, do bữa nay chòe lửa ít cho nên em để trong chuồng chòe lửa luôn đó. Thì giá là 550k cặp chống mái như thế này nha. Cặp chống mái như thế này là 550k, có một hoạt thơm ha, hay là một hoạt đít vàng gì đó, anh em nào thích em tặng luôn, nãy em ra em để chung vô đây luôn. Thì cái dòng hoạt hoàn hoạt đó, thì cái con hoạt này hoạt liếu, gọi là hoạt liếu ha. Thì cái này nó cũng có hót được giống giống như na ná giống như chim chào màu vậy, liếu được ha, gọi là hoạt liếu. Thì anh em thích thì em sẽ tặng cho các anh về nuôi, thì nó sẽ ăn chuối ha, giống như nuôi chào mèo vậy. Đây còn hai chòe than truyền trống ha, mắt móng mỏ tay chân đều đầy đủ hết ha, giá là 450k nha. Rồi bây giờ review chòe lửa chống đuôi dài nè. Đây chuồng số 1 ha, 18.6 tôm nhẹ, giá là 450k, dáng phải nói là rất là đẹp luôn ha. Đó, dáng nhỏ xíu à, đuôi tôm cánh sệ ha, giá là 450k chuồng số 1 nha mọi người nha. Rồi bên này là chuồng số 2 18.2, giá là 400k. Đây, đuôi 18.2 ha, giá là 400k. Sau bên này mà cứ đứng bên này ngó qua không à. Giống như là anh ở đầu sông em ở cuối sông vậy, giá là 400k nha mọi người nha. Rồi bên này là chuồng số 3 18.7, giá 400k luôn, do là cái đuôi nó bị hình như là nó bị so le xíu á. Nó bị so le ha mọi người ha. Đó, nó bị so le cho nên cái giá nó cũng rẻ ha, chuồng số 3. Rồi bên này chuồng số 4 là đuôi 2002. Mini mà cái xương đuôi á, cái cọng gân xương á, cái cọng gân đó nó đỏ đẹp lắm mọi người. Đuôi 2002 nha. Thì cái hình mà em để trên cái hình đại diện, hình avatar á, các anh thấy ha, hay là để giờ em bắt ra cho các anh xem nè. Cái gân của nó đỏ đẹp lắm. Đó, thì cái này anh em nuôi xổ số rất là ok luôn nha. Đây, tất cả những cái gân xương này nó đều đỏ lên hết ha. Có thể là nuôi nhiều khi nó ra trắng cái là mấy anh lời to luôn á. Đó, đuôi tôm đẹp lắm luôn nha. Giá là 1,3 triệu nha mọi người nha. Đó, lên cầu đứng rất là ok, rất là dạn luôn. Thì những cái dòng chim này chim mới chưa qua cám nha mọi người nha. Anh em chịu khó về cho nó ăn dế ăn sâu vô 4-5 ngày gì đó cho nó khỏe mạnh rồi hãy tập cám nha. Chim này người ta mới bắt từ rừng về chưa qua cám. Hồi này chuồng số 5 nè. 19.7 19.9 so le 2 ly ha, thì giá nó là 800k. Đó, rất đẹp luôn nha. Giá là 800k nha mọi người nha.
19.7, 19.9, so le 2 ly. Rồi bên này đẹp lắm luôn nè, bên này 19 mà. Dáng đẹp tạch lớn ha. Bé này chạy cái là dáng cánh sệ xuống đó mới nói. Đây. Giá là 700k nha. Đó. Dáng đẹp lắm. Đó, dành cho chim nhìn vô phát là phải nói là nhìn vô là cái kết ngay lên. Rất là đẹp luôn. Chuồng số 6 nha, giá là 700k. Bên này chuồng số 7 ha, đuôi 20 mà đuôi tôm so le xíu ha. Ấy so le nhiều. So le nhiều cho nên cái giá nó cũng rẻ nhiều nữa. Chứ bình thường nó tới 1,3 triệu mà nó lại bị so le cho nên giá nó còn có 750k. Đó, đâu rồi. Rồi để em quay cái đuôi so le cho các anh. Nó so le khoảng chừng 2 phân nha mọi người nha. Đây nè. Mà đuôi tôm đẹp lắm. Không. Đó 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 đó, đó. Phân mấy 2 phân gì đó. Đó, bị so le như vậy á, cho nên là cái giá nó cũng rẻ ha. Đuôi 20 so le giá là 750k. Rồi bên này tới trẻ lửa đuôi ngắn nè. Trẻ lửa đuôi ngắn thì giá là 200k một bé nha. Hình như là có 3 bé đuôi đuôi 18. 3 bé đuôi 18 ha, giá là 400k, có một bé thì nó bị đơ cái móng thì giá chỉ có 300k thôi. Còn tất cả những cái dòng này là từ hàng số 6 tới từ cái ô số 6 tới cái ô số 15 ha, đều đồng giá là 200k một bé ha. Thì bữa nay là có được mấy bé ha? À quên, bé này có 150k, bé này bị sâu đuôi nè. Nhưng mà hot rồi ha. Đó, bị sâu gặm đuôi. Nhưng mà chim này thì hot rồi. Giá 150k ha. Để em coi, có một bé. Em nhớ còn một bé nó bị cái móng nó không có ôm cầu nữa cơ. Nhớ là như vậy mà không biết đâu mất tiêu rồi. 2 4 6 7 8, tổng cộng là 8 tre lửa chống đuôi ngắn ha. Đều đồng giá là 200k. Một bé đuôi 18 2, một móng không ôm cầu. Giá là 300k. Rồi để lấy khu mái ra cho các anh xem ha. Khu mái này bao rọ luôn nha. Đó, anh em nào ở nhà mà nuôi chim trống mà chưa có chim mái thì nhớ liên hệ với em ha. Chim này phải nói là bao rò luôn. Chỉ cần nghe chim trống hót một cái thôi là nó rò rất là tốt luôn ha. Thì cái giá của nó là 900k. Đó, chỉ có chim không thôi nha. Chứ cái lồng này tới 1,000,000 luôn mọi người. Đừng có hỏi lồng. Rồi ok mọi người. Thì hôm nay chỉ có một khu mái nè. 15 chòe lửa chống đuôi ngắn nè. 7 chòe lửa chống đuôi dài. 4 chim chích chòe than. Và 15 chim chòe than non và 9 than đất non ha. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.